Trong bối cảnh nguồn nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt đang dần cạn kiệt, việc chuyển sang các nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch được xem là hướng đi mang tính bền vững. Theo đó, phát triển điện gió ngoài khơi không chỉ mang đến giải pháp đột phá, thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, mà còn phát huy sức mạnh và tiềm lực của ngành điện gió Việt Nam. Ngay bây giờ, Thủy Tiên xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi nội dung của phóng sự sau đây. Thống kê từ Ngân hàng Thế giới WB và Cơ quan Năng lượng Đan Mạch DEA, điện gió nước ta có tiềm năng ước đạt 475 GW, trong đó tiềm năng kỹ thuật khoảng 160 GW. Với những lợi thế trên, lĩnh vực điện gió ngoài khơi hiện đang thu hút các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, thực tế quá trình thi công, xây dựng một số dự án điện gió tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Điều này cần sự hỗ trợ từ các đối tác có kinh nghiệm để chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực tài chính. Theo đó, nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các cam kết tại COP26 và Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2022. Trong đó, sự tham gia của Copenhagen Infrastructure Partner CIP cùng tập đoàn Copenhagen Offshore Partner COP là nhà đầu tư và phát triển dự án trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Qua đây đã mở ra cơ hội giúp ngành điện Việt Nam phát triển bền vững, hướng đến nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu và nâng cao an ninh năng lượng quốc gia. Trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, CIP-COP ngày càng khẳng định tầm ảnh hưởng của mình. Bằng việc đưa trang trại điện gió ngoài khơi 402 MW Vechamet tại Đức đi vào vận hành từ tháng 5 2017. Tại Việt Nam, với dự án điện gió ngoài khơi La Gàng công suất 3,5 GW, đây được kỳ vọng sẽ giúp nước ta chuyển đổi thành một quốc gia có hệ thống điện với tỷ lệ tích hợp năng lượng tái tạo cao và phát thải carbon thấp. Đây là cơ hội tuyệt vời để chuyển đổi từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu có mức giá thành cao sang năng lượng tái tạo. Ở phía Nam Việt Nam, công suất gió ngoài khơi rất mạnh, đáy biển tương đối nông và vững chắc phù hợp với các ngành điện gió ngoài khơi trong tương lai. Điều quan trọng khi bắt đầu quá trình xây dựng dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam là chúng tôi đã phải dựa trên các bài học kinh nghiệm từ các thị trường nước ngoài khác và cần kết hợp các kỹ năng cũng như học hỏi từ các cá nhân có kinh nghiệm. Điều này có thể được đảm bảo rằng điện gió ngoài khơi có thể được triển khai đúng thời hạn và đạt được chất lượng tốt. Điện gió ngoài khơi là ngành công nghiệp phức tạp, tốn kém và chúng ta không nên so sánh hay đặt ngang hàng với các điện mặt trời hay điện gió trên bờ do chi phí cho ngành này rất lớn. Điện gió ngoài khơi được bắt đầu trên một nền tảng ổn định và chúng tôi khuyên rằng 2-3 GW trong tổng số 7 GW ban đầu của các dự án điện gió ngoài khơi được triển khai vào năm 2030 trong dự thảo mới nhất của quy hoạch điện 8, nơi được cân nhắc phương án sử dụng các dự án thí điểm từ 500 MW trở lên với cơ chế biểu giá cố định. Từ đó các dự án này có thể tiến triển nhanh chóng, an toàn và cho phép thực hiện đấu thầu cạnh tranh trong giai đoạn sau đó. Hiện nay, thị trường điện gió ngoài khơi tại Việt Nam đã và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển. Chính vì vậy, việc lựa chọn những nhà đầu tư có kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong việc phát triển các dự án tại thị trường mới được xem là giải pháp giúp ngành năng lượng tái tạo nước ta rút ngắn quá trình chuyển đổi và sớm đạt được cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050.